Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini war. Và đây là Noob. Xin chào. Ok thì từ đã, trước khi vừa vào game đã thấy hai dòng chat rất là ghê gớm ở bên team team bên các bạn này. Ở nhà nào là, ui dồi ôi, dồn đồ cho mình nhé. Anh Noob em sẽ bán hàng cho anh. Rồi ok, thế trận này mình lại phải tập trung 90% công lực vào đây rồi. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái mini game có tên là Đại Chiến Đào Ngọc. Đó, Ngọc ở đây là Ngọc Lục Bảo, các bạn cũng đã thấy rồi. Sẽ có 4 người chơi thôi. Ok, bắt đầu thôi, bạn này cẩn thận nhá. Người ta bán hành cho mình đấy, cẩn thận đấy. Ủa, bạn này cũng tên là Tùng à, hợp lý nhỉ. Ủa, sự kết hợp độc đáo đã tạo nên Double Tùng. Ủa, các bạn thấy xịn không? Các bạn thấy cái cúp gỗ xịn không? Vừa vào đã thấy có thể sử dụng được kỹ năng này. Ok, chúng ta lên cúp đá nào. Không biết là bạn kia có... Wow, xịn thế. Cúp gì đâu xịn thế. Vừa vào đã lên được cái cúp gỗ mà có thể là đào được kỹ năng, sử dụng kỹ năng xịn sò này rồi thì các bạn biết sự lợi hại không? Lên cúp kim cương. Ui, nhanh chưa? Thầy bạn luôn chứ, quá nhanh và quá nguy hiểm. Ok, chúng ta sẽ lên nhẹ luôn cái cúp ngọc lục bảo. Lên nhẹ súng phun lửa à? Kiếm vàng đi, lên đi kiếm vàng đã, còn tính sau. Làm gì thì làm. Wow, amazing. Trời ơi, đào siêu nhanh luôn các bạn. Cái map này là đào siêu nhanh, siêu nguy hiểm đấy. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Ok, đào tiếp nào. Lên cúp gravity à? Kiếm kim cương. Ôi, đồ kim cương rẻ lắm ở đây trong này các bạn. Wow. Trời ơi, chắc có lẽ là mình làm luôn set đồ kim cương nhỉ các bạn. Làm nhẹ cái set đồ kim cương. Chúng ta chắc là chỉ làm được đâu đó khoảng 3 món đồ thôi, thiếu một cái. Không sao đâu, bây giờ đủ luôn. Đó, ngon ngay. Ôi giày này. Ôi, đã được set đồ kim cương rồi. Tầm này là không quan trọng gì rồi. Okay. Ui, tìm bạn à, ghê ta. Mua hành anh ơi. Ok em ơi, lao vô đây đi em ơi. Trời ơi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến thôi. Cuộc chiến đã nảy ra ở chỉ trong 2 phút thôi các bạn ơi. Rồi ok, bạn này cũng đã có kiếm xịn rồi. Đấy, bạn này có vẻ là cúp power. Mình sẽ cố gắng là nâng cấp đồ VIP nhất có thể cho các bạn, cho các bạn xem. Ui, wow, trời ơi, nhìn đống ngọc này rơi thích thật. Rồi, tìm bạn không biết rằng sao đi chứ. Cẩn thận thôi ạ, phải cẩn thận từng ly từng tí một. Là chúng ta có cái kiếm kiếm VIP nhất rồi sao ấy. Là bây giờ đến lượt à, đâu phải không nhỉ, kiếm lửa à? Mảnh mỡ cổng lòng đất. Ok, chưa kiếm gì đây, kiếm Fortnite là kiếm gì đây. Ui, chị lắm. Bạn này bên này đang làm cái gì này, mình thử ra hỏi thăm cái nhở. Ở này cũng có cúp VIP ở đấy. Mình sẽ chế súng rồi, tầm này là chế súng rồi. Bán hành cho mình ghê lắm. Ủa, các bạn team của mình làm gì này? Ok, súng phun lửa. Để mình xem có những loại súng gì. Ở đây có búa tho này. Kiếm gì đây? Super triệu hồi linh hồn này, shotgun. Có lẽ mình sẽ lấy súng phun lửa, lấy súng shotgun, lấy mấy cái này Sajam là cái gì. Trời ơi, nhiều đồ quá, cái đồ này nó không... Sao này? Ok, chắc là thế rồi. Mình xem có món đồ nó VIP không. Wow, amazing. Wow. Ui, khẩu shotgun này bắn ghê vậy. Rồi. Trời ơi, khẩu shotgun của tôi. Còn đây là súng lửa. À, bắn cháy. Rồi, hay quá. Nào. Tớ hình như có người. Làm sao? Nào, tớ đã tiêu diệt cái con kia đã. Ui, đi ăn ngay mũi tên. Ủa đâu ấy? Thanh niên tìm bạn đâu ấy? Có hai thanh niên à? Thế nào? Bán hành này. À, còn một bạn nữa bạn ơi. Còn một bạn nữa.
thì đi đâu? À, chui ở đây. Trời ơi, chạy đi đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Anh mà thấy gì? Xong rồi nhá. Đi đi sang. Đang ăn các bạn ơi. Ghê lắm ạ. Nhìn này ghê lắm. Ghê lắm. Đâu? Đâu định săn ai? Đang cũng đứng ở đây thôi. Không có gì phải vội cả. Bạn kia đi đâu nhỉ? Chế độ á? Ra thì xem nào, có kiếm gì VIP hơn không? À, kiếm này thì còn 30 kiếm này chắc cùi bắp. Ê ê ta ta ta. Tính có tính nhận. Có tính nhận. À, à, định làm gì ở đây? Trời ơi, mấy cái này làm gì ta? Mấy cái đồ này, cái kiếm này chắc là cái kiếm VIP nhất rồi. Cúp VIP nhất rồi. Chả còn cái gì VIP hơn nữa các bạn. Cái kiếm triệu hồi linh hồn này đã. Thử xem. Mình thử hết các loại kiếm đi bạn. Phòng 2 này, kiếm tuổi. Trời ơi, nhiều loại kiếm thế. Super cái gì đây. Rồi, thử xem. Ui. Đây. Thử hết các loại kiếm cho bạn xem nhá. Xem kiếm này là cái kiếm xịn sò. À, triệu hồi ra với con ma. Được đấy nhờ. Ui, ghê chưa. Ui, ma đánh. Bị ma đánh. À, thấy gì chưa. Không cần ra tay nhá. Ma đánh rồi. Còn cái kiếm này chắc là kiếm này kiếm cùi đâu bạn. Búa tho này. À, bây giờ mình phun cái này mình chả làm gì. Cho ma đánh đi. Cái gì định làm gì? Để mình thả ma ra đã. Trời ơi, đâu rồi, team bên kia rồi. Team bên kia gáy khét là lẹt đâu rồi. Cái này súng lửa, có vẻ là súng lửa đây nó rất lợi hại. Vẫn có lợi bạn ơi. À, xong luôn. Hết gáy khét luôn. Đâu. Bán hành cho anh núp à. Đâu. Ghê lắm nhờ. Trời ơi đâu. Lại thả ma. Lại thả ma bạn ơi. Ma khó chịu thật. Chạy thôi. Ma em hộ anh cái. Ma ơi. Tên này nó đánh. Đang đuổi mình đấy. Ai. Trời ơi bạn này sao búp chậm mình. Đây người ta gọi là tự tay ám hại đồng đội. Làm sao. Trời ơi thế nào. Ai bị cháy kìa. Ui mày quá. Không chết. Có vẻ thức ăn ở đây khó. Đó. 13 trên 5 điểm rồi. Tìm mình đang. Chạy thôi. Khó chịu thế nhỉ. Ui, thả đống ma các bạn ơi. Mình thả ma. Mình thả ma. Sao thế nào? Mình hình như còn chưa. Đâu sao nào? Vừa lấy mình chưa bị chết ra. Mình cứ lanh quanh ở trên này. Thấy chưa? Thấy sự lợi hại của ma điên chưa? Ma điên đấy các bạn. Chết lăn quay luôn kìa. Lêu. Chết lăn quay luôn các bạn ơi. Này thì em sẽ bán hành anh núp này. Rồi mấy bạn này ăn no rồi. Ăn no hành các bạn ơi. Hành muối rồi. Cái này là hành muối rồi. Mình hết máu rồi. Mình hết cái thức ăn rồi. Thế là đâm ra mình không dám tấn công trực diện các bạn này. Mình phải sử dụng chiến thuật khác.
map chán. Rồi. Đâu rồi? Ơi đánh nhau kìa, đánh nhau kìa. Trời ơi, map này là chủ yếu là chế độ thật là nhanh. Đó, map này chủ map tạo là chế độ thật là nhanh và đánh nhau luôn các bạn, chứ không ở đây có ít đồ VIP lắm. Đó, chủ yếu là PVP kìa. Bị ma đánh. Ôi à, cuối cùng mình cũng bị chết các bạn ơi. Trời ơi, bạn nào chiến thuật thả ma của mình nào, mình đứng bên trên rồi mình thả xuống dưới thôi mấy bạn này. Ăn no luôn. Ủa, chiến thắng luôn kìa. Đơn giản vậy. Trời ơi, này thì ăn hành này, này thì bán hành này. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Và nếu các bạn yêu thích cái map này, yêu thích cái mini game này, yêu thích cái cuộc chiến PVP này thì đừng quên để lại một like, nhớ đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.